Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Và hôm nay bên em sẽ làm một cái video giới thiệu đến các bác về miền Tổ quốc về tất cả các dòng trầm ở bên Zika Audio đang cung cấp. Vâng, thì trước mặt quý vị và các bạn đây ạ. Vâng, thì nằm có một số cái dòng trầm chủ lực của Zika Audio. Bên em còn rất là nhiều dòng nữa, thì đây là những cái dòng chủ lực. Bên em còn JBL, nhưng bên em hôm nay không có sẵn ở đây. Và có một cái sub JBL 815 25 mã thì bên em đã để kia vì chặt quá rồi, bên em không bày ra được. Thì em giới thiệu sơ qua, đó là những cái dòng sub mà bên em đang rất là nhiều. Sub Maxim 340 đấy ạ, phía trước đấy ạ, 340. Sub điện B3, mã là 2021, 330 mặt trước đây ạ. Và đây là B3, mã là 2020, 330 đôi đất. Và một cái khá là nổi tiếng hiện nay là Zika Audio đã vừa cập nhật cái công nghệ, đó là cái sạc WinVega, mã là XLS12S 330. Đặc biệt là cái nổi trội của cái dòng sạc WinVega đó là cái gân cao su Putin đỏ rất là đẹp. Vâng, và bên cạnh đây là một cái sub bốt thế hệ mới. Đây là cái bản cải tiến của cái dòng bốt đen nano. Được cái bốt mới này thì được làm sơn sần, rất là chắc chắn, chống xước. Với hình dáng thì cũng khá là giống cái bản đen nano bóng. Nhưng đây là bản đã được cải tiến về chất lượng, về cái vẻ bề ngoài như sơn. Còn hình dáng thì khá là tương đồng. Đây ạ, đen nano bên em vẫn còn đây. Đây là cái bản mới. Thì các bác nào muốn sở hữu hai cái dòng bốt này thì các bác hãy xem mình phù hợp với cái tầm nào, với chất liệu ra làm sao, vâng, đen nano hoặc là đen sần. Và đây là cái B3817. Nói chung bên em còn nhiều lắm ạ, mà bên em chỉ bày mẫu ra được ở đây một số thôi. Đây các bác nhìn tổng thể đây ạ. Và thì đây bên em sẽ test. Vâng, bác nào muốn sở hữu một trong những cái sản phẩm trầm ở đây thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio nhé. Vâng, bên em sẽ cập nhật thông tin và tư vấn cho các bác làm sao phù hợp với không gian, với cái sở thích nghe nhạc. Đấy là một cái điều quan trọng mà Zika Audio muốn gọi điện trực tiếp cho các bác để tìm hiểu không gian mở hay là không gian kín của gia đình nhà các bác. Đấy, các bác đấu với âm ly hay là đấu với vang hay là đấu với nâng tiếng. Đấy, nói chung là bên em sẽ tư vấn rất là đầy đủ và chi tiết cho các bác làm sao sở hữu được một cục trầm hợp lý nhất và hay nhất. Và sau đây em sẽ thử một cái súp B3, mã là 2020, 330 đôi đất, và một cái súp sạc WinVega, mã là XLS12S. Vâng, chờ em chút xíu để em bắt đầu kết nối. Vâng, thì trước mặt quý vị và các bạn đây ạ. Vâng, bên em đang tách ra để em test từng sản phẩm một. Vâng, thì em đang test với cái tiếng trầm của cái súp điện 330 mặt trước mà làm bằng gân cao su Putin, đó là sạc WinVega, mã là XLS12S, và bên em đang đấu trực tiếp đây ạ. Vâng, em nói đây ạ. Để nói thử, nhạc không lời mới nói lên được tất cả, vì nhạc không lời nó rất sạch. Lỗi lầm về như thế nào đó thì nó sẽ nổi lên tất cả. Thì các bác yên tâm là thử nhạc không lời là rõ ràng nhất sản phẩm chất lượng hay không. Vâng, đó là tiếng trầm của cái súp điện 330 mặt trước sạc WinVega XLS12S. Vâng, sau đây em sẽ ngắt để chúng ta so sánh sự khác biệt
giữa nhạc có trầm và nhạc không có trầm. Vâng, đây là nhạc không có trầm các bác nhá. Em đang test bằng một đôi loa full luôn ạ. Đây, nhạc không hề có trầm. Sau đây em lại mở lên để chúng ta cảm nhận được sự hỗ trợ của trầm điện 30-30 mặt trước với bộ dàn karaoke. Vâng, các bác thấy không ạ? Ấm hơn rất nhiều so với một bản nhạc mà không có trầm. Vâng, bên em đánh giá rất ok các bác nhá. Rất tuyệt vời với âm trầm sâu lắng và hoàn hảo. Vâng, phía trên kia là cái đôi la full bên em đang ghép đấy ạ. Vâng, sau đây em sẽ đưa tín hiệu sang cái giúp B3 mã là 2020 đôi đất để chúng ta cùng nghe, cùng đánh giá, cùng có cho ý kiến để bên em cung cấp được những cái sản phẩm chất lượng nhất cho các bác. Vâng, đó là tín hiệu mà bản nhạc được hỗ trợ bởi trầm B3 mã là 2020 đôi đất. Vâng, em thử tắt đi các bác nhé. Vâng, quay trở lại đây là nhạc không có trầm các bác nhé. Không hề có trầm luôn ạ. Vâng, mình đang lại mở trầm lên để các bác lại so sánh tiếp. Vâng, tuần ấy thời gian thì chúng ta cũng cảm nhận được mà một cái bản nhạc được hỗ trợ trầm nó hay hơn bao nhiêu phần trăm. Vâng, bên em đánh giá nó hay hơn rất là nhiều. Vâng, thì sau cùng em xin phép được dừng video. Bác nào muốn sở hữu cho mình một trong hai sản phẩm trầm mà bên em đang test đây thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh nhé. Vâng, một lần nữa đang cảm ơn tất cả các bác mọi miền Tổ quốc đã theo dõi video. Vâng, một lần nữa em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công ạ.